Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin thế giới qua sự trình bày của anh Mai Tuấn. Dự luật Brexit được thông qua, nước Anh tiến bước dài để chuẩn bị rời khỏi khối Liên Âu. Nước Anh vừa bước một bước dài trong nỗ lực rời bỏ Liên minh châu Âu hôm thứ Sáu vừa qua khi các nhà lập pháp chấp thuận sơ bộ một dự luật của Thủ tướng Boris Johnson thuộc Đảng Bảo thủ trong một cuộc biểu quyết mang tính quyết định phá vỡ nhiều năm bế tắc chính trị liên quan đến hồ sơ Brexit. Hạ nghị viện với thành phần phe bảo thủ gia tăng sau chiến thắng bầu cử của ông Boris Johnson hồi tuần trước đã biểu quyết với tỷ số 358-234 chấp thuận dự luật thỏa thuận thoái xuất, tức là ra khỏi khối Liên Âu, như vậy là dọn đường cho Vương quốc Anh dứt khoát vào tháng sau. Cuộc biểu quyết ngày thứ Sáu vừa qua là một thắng lợi cho Thủ tướng Boris Johnson, người giành được thế đa số nghị viện trong cuộc tổng tuyển cử vào tuần trước với lời hứa là sẽ chấm dứt hơn 3 năm bế tắc chính trị và đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 của năm 2020. Dự luật này sẽ được xăm soi kỹ hơn và có thể được sửa đổi vào tháng sau khi các nhà lập pháp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đầu năm mới, và nó cũng phải được phê chuẩn bởi Thượng nghị viện không do dân bầu. Nhưng với thế đa số của Đảng Bảo thủ trong nghị viện thì dự luật của Thủ tướng Boris Johnson gần như chắc chắn sẽ trở thành luật vào tháng 1. Anh Quốc sau đó sẽ rời khối Liên Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Vẫn liên quan đến bản tin trên thì ông Johnson hôm cuối tuần qua đã nói việc thông qua dự luật này sẽ chấm dứt sự hằn học và khổ sở bao trùm đất nước kể từ khi Anh bỏ phiếu vào năm 2016 rời khỏi EU. Những người chống đối lập luận rằng rời đi sẽ chỉ gây ra thêm bất ổn cho quan hệ thương mại trong tương lai của Anh đối với khối EU, và sự ra đi của Vương quốc Anh sẽ mở ra một giai đoạn mới của Brexit khi Anh và EU dốc sức thiết lập các mối quan hệ mới về thương mại, an ninh và một loạt các lĩnh vực khác đến trước cuối năm 2020. Các chuyên gia thương mại và các quan chức EU nói rằng đạt được một thỏa thuận thương mại tự do trong vòng 11 tháng sẽ vất vả, nhưng ông Johnson khẳng định ông sẽ không chấp nhận bất cứ sự chậm trễ nào nữa. Dự luật Brexit đã được sửa đổi để ngăn cấm các bộ trưởng đồng ý gia hạn giai đoạn chuyển tiếp đối với EU. Nhà thờ Đức Bà tại thủ đô Bale của nước Pháp không tổ chức lễ Giáng sinh năm nay. Bản tin cho biết là nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Bale nước Pháp lần đầu tiên không tổ chức lễ Giáng sinh sau hơn 200 năm do ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ hỏa hoạn hồi tháng 4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1803, nhà thờ 850 năm tuổi không tổ chức các nghi lễ Giáng sinh theo đạo Công giáo. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên của tòa nhà thờ Đức Bà Pale, ông André Fino, đã xác nhận với đài CNN như vậy. Thánh lễ nửa đêm vẫn được linh mục Patrick Chauvet cử hành tại nhà thờ Saint-Germain-Auxerrois gần đó. Trong suốt 200 năm đầy biến động lịch sử, ngay cả khi diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới, nhà thờ Đức Bà Pale vẫn chưa từng hủy bỏ đại lễ quan trọng này. Nhà thờ Đức Bà Pale bốc cháy hôm 15 tháng 4 vừa qua khi đang trong quá trình trùng tu, khiến cho tháp nhọn và phần lớn mái vòm của nhà thờ đã đổ sập. Cửa sổ kính màu tháp và cùng hầu hết các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Song, công cuộc phục dựng nhà thờ Đức Bà Pale dự kiến mất nhiều năm mới hoàn thành. Đến cuối năm 2020 thì một cuộc kiểm tra hoàn chỉnh mới được tiến hành, cho phép kiến trúc sư tìm cách khôi phục nhà thờ. Công tác phục dựng dự kiến bắt đầu sau năm 2021. Tổng thống Emmanuel Macron của nước Pháp đã lên kế hoạch là phục dựng lại nhà thờ Đức Bà trong 5 năm cho kịp với Thế vận hội mùa hè Bale năm 2024. Nhưng một số người cho rằng khoảng thời gian 5 năm mà ông Macron đưa ra là một phương án khó có thể được thực hành. Trong khi đó thì trên khắp thế giới đã diễn ra lễ đón Giáng sinh cùng ông già Noel. Không khí đón Giáng sinh đang diễn ra rộn ràng qua nhiều hình ảnh sinh hoạt khác nhau, nhưng không thể thiếu những ông già Noel tham gia vào các hoạt động vui chơi khắp thế giới.
Một số hình ảnh trẻ em vui chơi đón Noel trong vườn nhà ông Sergei Hanepel, người có biệt danh là Yêu Tinh Sergei, vào hôm 7 tháng 12 tại Hamey Mills của nước Bỉ. Người đàn ông này đã biến khu vườn thành một ngôi làng Giáng sinh với hàng trăm ánh đèn lấp lánh. Ông già Noel tặng quà cho các trẻ nhỏ tại một khu dành cho người vô gia cư sinh sống ở thành phố Matamoros ở Mexico vào hôm 7 tháng 12. Khoảnh khắc này mang đến nhiều xúc cảm về giá trị, ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Hàng trăm vận động viên trong trang phục ông già Noel tham gia thi chạy Santa Run tại công viên Victoria của London, Anh Quốc hôm 8 tháng 12. Tại Malaysia, một thợ lặn mặc đồ ông già Noel bơi trong thủy cung Aquaria KLCC ở thủ đô Kuala Lumpur để phục vụ khách tham quan vào hôm 14 tháng 12. Còn tại Belarus, ông già Noel đua thuyền hưởng ứng không khí Giáng sinh trên một hồ nước ở thủ đô Minsk vào ngày 14 tháng 12. Vâng, thưa quý khán thính giả, với kiều thủy đó chỉ là một số hình ảnh có thể nói là rải rác ở đâu đó trên thế giới, mà chắc chắn là không nơi nào trên thế giới là không có những hình ảnh để mừng kỷ niệm lễ Chúa Giáng Trần, và chúng ta nôm na gọi là lễ Giáng sinh. Thế còn ở tại Hoa Kỳ thì sao? Không khí Giáng sinh dĩ nhiên là tưng bừng ở nhiều nơi, đặc biệt là tại quảng trường Thời Đại ở trên New York. Hàng trăm người đã đến trung tâm Giáng sinh của gọi là Rockefeller, nơi rất nổi danh của thành phố New York, mỗi dịp Giáng sinh về. Họ tham dự những sự kiện ở tại đây. Rồi đến hình ảnh mọi người cùng nhau tràn ra đường và nâng bia ở một số các thành phố. Sự kiện thường niên dịp Noel đã được tổ chức lần đầu vào năm 1994, tức là dân chúng đổ ra đường, đó là thành phố San Francisco. Từ năm 1994, đúng vào dịp Noel là dân chúng đổ ra đường để thi nhau uống bia. Và wow. Cô Kim Thủy thì hơi có vẻ lạ lùng, mà đó là một cái truyền thống của thành phố San Francisco. Hàng trăm người khác thì hóa trang với đồ mặc quần áo của ông già Noel, đỏ rực là khuấy động đường phố ở Isle Moulineau. Đây hình ảnh của nước Pháp. Và thưa quý khán giả, cảnh ông già Noel lướt sóng tại bãi biển ở San Sebastiano ở nước Brazil cũng là một trong những hình ảnh mà chúng tôi dĩ nhiên là Kim Thủy và Mai Tuấn không gửi hết đến quý khán giả được, cho chúng ta thấy là nơi nơi dù là lớn thật lớn như thành phố New York ở quảng trường Rockefeller, hoặc là những nơi thật nghèo nàn nhỏ bé, ít nhất cũng có một ánh đèn màu nào đó. Dĩ nhiên là như Kim Thủy nói ngay lúc đầu thì không phải là mọi người đều có dịp may mắn, có phải không? Có những người không thể có được một ánh đèn bình thường, chứ đừng nói ánh đèn màu. Nhưng chúng ta dù sao thông cảm và cầu nguyện cho nhau, vì Thượng Đế đến là mục đích để mang sự bình an cho những người có thiện tâm. Không lẽ chúng ta không có thiện tâm hay sao? Dĩ nhiên là có thiện tâm nhiều hay ít, chúng ta cố gắng để sống bình an chính mình, rồi bình an cho những nhiều người khác, là thưa quý khán giả nhé. Và vừa rồi là bản tin sau cùng về ngày Christmas Eve hôm nay của thế giới sau phần thông tin thương mại. Mời quý khán giả trở lại với Kim Thủy và Mai Tuấn để nghe tiếp một số các tin về châu Á qua một vài hình ảnh như sau. Nỗi ám ảnh Triều Tiên đã bao trùm cuộc họp ba bên của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Nổ bom liên tiếp ở Philippines, ít nhất là 17 người bị thương.